Hello hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Chào mọi người đã trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay thì mình sẽ nói về cái vấn đề là income condition. Tại sao lại bằng không, đúng không? À, thì ok. Thì có rất nhiều bạn ấy, bạn ý độ này ấy, đấy. Thì mọi người phải hiểu là độ này ấy, thì cái từ cái ngày là mùng 3, 14 tháng 3 ấy, đấy. Thì là bắt đầu Picotem người ta cho chạy nốt được và bonus là được thưởng ấy. Thì nhiều người người ta đổ xô chạy cả kể máy cùi máy vip, nói chung là bão hòa đổ xô đi chạy hết, giống như kiểu là xăng rẻ mọi người đổ xô đi mua ấy, dạng như vậy, thùng to thùng nhỏ các kiểu đấy. Thì về cái vấn đề là income connection bằng không ấy, thì là nó do bao nhiêu cái vấn đề. Thứ nhất, à nó liên quan chứ chứ không phải là do. Thứ nhất là liên quan đến cái IP one ấy. Cái IP one thì mọi người có thể là lên trên mạng mọi người tìm hiểu mọi người nhé, và IP động và IP tĩnh, và cái độ duy trì hoạt động của nó, và cấu hình máy, đường truyền internet và ID nó. Đấy. Thì cái mà quan trọng nhất của cái, nói chung là tất cả chỗ này nó đều quan trọng hết. Thiếu một vài cái ấy. Nói chung là cái quan trọng nhất đấy thì nó vẫn là cái độ duy trì hoạt động của nó và cái IP động và cái IP tĩnh. Cái ID nó này nó chỉ gọi là giúp là thúc đẩy cả income lên cao, có nghĩa là income lên 64 ấy. Đấy. Thì mình cái video này thì mình chỉ nói về cái vấn đề là income connection bằng không thôi. Ở đâu income connection ấy mà nó nhảy đòi lên 4 lên 5 ấy thì mình không nói nhé. Thì vấn đề ở nhảy đòi lên 4 lên 5 ấy thì là còn do cấu hình máy này, đường truyền internet này và cả ID node. Còn đâu cái incoming bằng không ấy thì nó sẽ do cái độ duy trì hoạt động của node và cái IP động và cái IP tĩnh và cả IP1. Ok. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vào luôn nhé. Thì hiện tại à, mình sẽ sang phần này. Hiện tại là cái income connection ấy thì nó biểu tượng cho là cái số lượng các node kết nối vào node của bạn, giá trị tối đa là 64 node mọi người nhé. Sau này nó có thể là lên max 128 hay là vân vân vân, mình không biết, cái đấy là thuộc về quyền của bên Picotem. Đấy. Thì sau này chắc chắn nó sẽ phải hơn rồi. Đấy, tùy vào cái công suất máy của bạn là kết nối được bao nhiêu, nó sẽ có một cái mức tối đa. Đấy. Ok. Thì cái đến cái phần là income connection ấy thì nó liên quan đến các vấn đề như kiểu mình nói rồi ấy. Đấy. Nếu mọi người chưa hiểu thế nào là IP1 ấy, IP1 nó là một cái địa chỉ IP máy của bạn ấy. À, thì nó giống như kiểu cái địa chỉ như kiểu là địa chỉ IP đúng không? Mọi người có thể là lên trên IP à what myip.com để mọi người check cả IPv4 nhé. Cái IPv4 ấy là cái IP1, là cái địa chỉ IP máy của các bạn, à mạng của nhà các bạn ấy, kiểu là máy, kiểu là của mạng của cái máy của các bạn ấy. Đấy. Ok. Thì tiếp theo đấy là cái địa chỉ IP1 mọi người nhé. Còn đâu còn cái đâu cái địa chỉ IP tĩnh, IP động ấy, IP tĩnh, IP động là mọi người phải thuê. Là mọi người khi mọi người lắp modem hay là lắp mạng ấy, thì mọi người có, nói chung là nó có rất nhiều cái gói cước đấy. Nó có gói cước thấp thì nó sẽ không có cái gọi là địa chỉ IP tĩnh, tại vì là IP tĩnh thì nó đang kiểu là địa chỉ IP ấy, IP tĩnh ấy thì nó thuê thì nó rất đắt, tại vì là cái địa chỉ IP nó hiếm ấy, tại vì là càng nhiều người người ta dùng mạng vân 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 nên địa chỉ IP nó khá là hiếm, nên là thuê IP tĩnh ấy thì nó sẽ khá đắt hơn so với cái địa chỉ IP động thông thường. Còn đâu ưu điểm của địa chỉ IP tĩnh là, à bây giờ mình sẽ nói về IP động trước. IP động ấy thì khi các bạn ấy mà kiểu là mất mạng hay là reset modem hay là mất điện thì nó sẽ nhảy sang một cái, ví dụ là trước hết, ví dụ nha, ví dụ đây, ví dụ ngày ngày một địa chỉ IP là 27.67.3.89 gì đấy. Đây, khi bạn check địa chỉ này, khi bạn check ở trên what is my IP ấy, thì nó sẽ ra một cái địa chỉ như này, ví dụ nhé, đây là ví dụ thôi. Và sau ngày thứ nhất thì nó sẽ bị rớt mạng hoặc là nó sẽ bị mất điện. Đấy. Bây giờ nó sẽ đến ngày thứ hai. Ngày thứ hai.
Ngày thứ hai, khi bạn check ở trên what is my IP ấy, thì nó sẽ lại nhảy ra một cái địa chỉ IP khác. Đấy, gọi người ta gọi là IP động ấy. Thì 65.177 gì đấy, đấy vân vân. Mình về đây mình viết cho có thôi để cho mọi người hình dung dễ hiểu thôi. Đấy. Ok chưa? Nếu mà ngày tiếp theo mà mất điện thì lại nó lại nhảy ra một cái địa chỉ IP khác. Đây là mình nghĩ là chỉ những người mà người ta gọi là dùng có nhà mạng Viettel ấy thì nó sẽ ít đổi địa chỉ IP hơn. Còn đâu mà cái nhà mạng là VNPT, FPT, FPT là đổi nhiều nhất. Đấy. Thì là nó sẽ đổi địa chỉ IP khi mỗi lần là mất điện hay là mỗi lần reset lại modem, hoặc là có thể là có nhiều lúc ấy là nó sẽ tự đổi luôn ấy. Nó tự đổi mà mặc dù mình chả làm gì, mình chả mất điện, mình chả tắt modem, nó vẫn tự đổi. Đấy. Thế nên là tại sao lại cần phải là chạy NOT bằng IP tính? Tại vì ấy, bây giờ mình sẽ giải thích cho các bạn ấy. Tại sao lại chạy NOT bằng để chạy NOT bằng IP tính, đúng không? Ok. IP qua này, IP tính này. Nếu mọi người thấy video hay, hữu ích thì cho mình xin một like và đăng ký kênh mọi người nhé. Thank you mọi người. IP tính này. Ok. Tại sao lại chỉ nó vào IP tính? Tại vì là đây mình sẽ ghi là IP tĩnh. IP tĩnh nó là ai nó là một địa chỉ IP cố định. Một địa chỉ IP cố định nhé, mất mạng hay là tắt modem thì nó vẫn là cái địa chỉ IP đấy, nó sẽ không bị thay đổi. Ok. Thì tại sao lại mình lại phải dùng IP tĩnh khi là chạy NOT? Tại vì là khi mà các bạn là chạy NOT đấy thì cái NOT của bạn ấy, cái NOT của bạn sẽ được gắn cái địa chỉ IP WAN. Địa chỉ IP WAN là cái địa chỉ IP này nãy mình bảo ấy, IP WAN là cái IPv4 ấy. Đấy. IP WAN vào được gắn vào cái chỉ IP WAN nhá, cái NOT của mình ấy. Đấy. Thì khi mà cái NOT của mình ấy nó hoạt động được lâu dài ấy, mà nó kiểu là đạt cái độ uy tín cho cái địa chỉ IP đó, ví dụ là 1754.67.678 đấy, ví dụ là như kiểu là cái đây là cái tên đi, cái tên của NOT đấy, thì là khi mà các bạn nó chạy NOT trên cái địa chỉ IP này mà nó không bị đổi ấy, thì nó sẽ tạo ra một cái độ uy tín của cái block của cái node đấy. Đấy. Đúng rồi. Tạo ra một cái địa chỉ, đúng rồi. Đấy, thì nó sẽ sinh ra khi mà các bạn là tạo được cái độ duy trì hoạt động của node và tạo được cái uy tín của node thì nó sẽ tự động, hoặc là các cái mà node khác nó sẽ tự động kết nối với cái của nó mình, tại vì là mình cũng đạt được cái độ đủ uy tín, mức ví dụ nó có như mức là mức A, mức B, mức C đấy, thì mình lên được mức A à mức C thì các nó khác ấy thì nó sẽ tự động kết nối vào cái nó của mình tùy cái mức độ mà phân tầng, ví dụ là ABC đúng không, thì lúc đầu là mình sẽ có cái độ uy tín thấp thì nó sẽ có ít cái nó kết hợp kết nối ấy. Giống như kiểu incoming nhảy 4 3 2 1 gì đấy. Đấy là thấp. Còn đâu nếu mà dần dần lên bậc bậc B, bậc C, dần dần mình có đạt độ uy tín, đạt độ uy tín nhiều ở trên block ấy thì nó sẽ dần dần nó có nhiều 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 kết nối ấy. Đấy. Dần dần thì nó sẽ được nhiều cái node khác kết nối vào để cùng xử lý giao dịch và nhận được cái phí giao dịch đấy. Đấy. Đấy là cái quy trình của nó. Thì còn cái vấn đề là IP động. Đây là dành cho IP tĩnh. Thì cái incom của nó là luôn dương mọi người nhé, tại vì là nó không bị đổi IP. Mình chạy NOT, đây là cái NOT của mình, đây là cái NOT của mình mọi người nhé,
đây là cái nốt của mình đấy. Thì lúc đầu mình chạy được tầm khoảng 3 4 tháng gì đấy, thì nó thật sự là income của nó nhảy chỉ từ 0 1 2 3 4 là trong tháng đầu mọi người nhé, là chạy là lúc đầu ấy đấy. Thì cái tháng thứ hai thứ ba thì bắt đầu là mình có nó dần dần nó nhảy lên tầm khoảng là 10 15 16, và bây giờ nó nhảy được lên tầm khoảng 46 36, dần dần nó lại xuống 24 25 đấy. Thì cái phần income này này nó còn liên quan đến cả cái phần ID not nữa, chứ không phải là chỉ riêng là cái phần gọi là IP tĩnh đâu. Nếu mà cả ID not của mình ấy mà nó là cái ID GD số ấy, mọi người có thể là kiểm tra bằng cái lệnh command d. Comment đây mọi người nhé, mọi người sẽ sao chép cái lệnh này cho mình. Để mình lấy trên cái lệnh này, tại vì lâu chả dùng. Cái ID của mình ấy là GD TNB mọi người nhé. Đấy, thì cái ID nó mà có GD này thì nó sẽ khá là income, nó lên rất rất nhanh. Đấy. Còn đâu nói chung là GDT ấy, thì nó cũng chả là gì đâu, nhưng mà quan trọng là ở cái sau cái chữ cái đấy nó là số ấy, thì nó sẽ lên rất nhanh. Còn đâu mình không thích can thiệp, tại vì là hiện tại nó đang là testnet nên là income thấp hay cao nó không quan trọng, nó không ảnh hưởng đến cái bonus sau này thì nó mới ảnh hưởng. Sau này cái income thì nó sẽ liên quan đến cái gọi là sự giao dịch của nó của mình đấy. Lúc đấy thì Bitcoin nó sẽ có một cái chiều hướng khác, nó sẽ không cho chúng ta kiểu là dạng kiểu can thiệp GL để cho nó lên đâu đấy. Nếu mà có cho can thiệp ấy thì những máy nào yếu ấy thì nó sẽ vẫn tụt về cái mốc của nó thôi, chứ nó không thể cao hơn được đấy. Mọi người hiểu đơn giản là như vậy. Còn đâu mà cái khi những người mà bị là cái income condition ấy, income condition ấy mà bằng không ấy, thì là toàn những người mà kiểu là dùng mấy cái máy để tận dụng ấy, nếu như kiểu cái máy laptop ở nhà lại đem đi chạy nó, máy PC ở nhà đem đi chạy nó, mặc dù cấu hình yếu, chủ yếu là người ta kiếm cái bonus. Thì các bạn là xác định để kiếm kiếm cái bonus đấy, thì các bạn phải chấp nhận cái vấn đề đấy. Tại vì sao? Tại vì là các bạn đang dùng cái IP tĩnh IP động, thì mỗi khi các bạn là tắt mất mạng hay là bị dây xét modem ấy, thì nó sẽ bị đổi cái địa chỉ IP này 17464 này, nó lại thành một cái địa chỉ IP khác, như kiểu là 16 cái gì đấy, vân 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 đấy, nó lại thành một cái địa chỉ IP khác. Thế nên là các bạn phải lại chạy lại cái độ uy tín của cái địa chỉ IP đấy, chạy lại mọi người lại phải cần một cái thời gian nhất định để duy trì nó hoạt động và chạy lại lấy lại cái uy tín cho cái địa chỉ IP động đấy. Nhưng mà khi mà các bạn dùng IP động ấy thì nói chung là cứ mất mạng hay là mất đấy thì nó lại phải để chạy lại để lấy uy tín ấy, thì nó lại rất gọi là không được ổn định đấy. Nên là tại sao lại mọi người những người mà người ta chạy not chuyên ấy thì người ta lại dùng IP tĩnh là cái vấn đề này này đấy. Ok, bây giờ mình sẽ đến cái phần kết thúc luôn, kết thúc kết luận. Hiện tại cái phần income condition ấy không quan trọng mọi người nhé, và không ảnh hưởng gì tới cái bonus trong cái giai đoạn testnet này, dành cho những ai mà chỉ gọi là kiểu chạy nốt để lấy cái bonus thôi. Còn các người mà kiểu dạng đầu tư hẳn hoi ấy thì người ta thì mình không thì mình không nói. Các người đầu tư hẳn hoi ấy thì income lúc nào nó cũng lên thôi, tại vì là người ta dùng IP tĩnh mà. Nếu mà income có lỗi ấy, thì nó sẽ do các vấn đề khác. Nhưng mà đã gọi là đầu tư rồi, như kiểu mình hoặc là mình có theo dõi mấy người nữa thì income nó không bao giờ có chuyện bằng không. Ok. Hoặc những người mà người ta can thiệp ID ấy, hoặc là bị có tem reset ấy, nói chung là có rất nhiều cái vấn đề là income mà không nữa, nhưng mà hầu như là nó sẽ không xảy ra với những người mà đầu tư chuẩn chỉnh. Ok, còn cái trường hợp incoming condition ấy bằng không ấy thì toàn rơi vào trường hợp là IP động và mấy cái dạng máy mà kiểu là tận dụng thôi đấy. Các trường hợp như kiểu là mất điện, IP WAN đổi dẫn đến NOT đó sẽ nhảy sang một cái IP khác, nên phải chạy thêm một thời gian để lấy lại cái độ uy tín trên block của cho IP đó, và khi đạt đủ các NOT khác ắt sẽ tự kết nối lại
kết nối lại, có nghĩa là incoming nó tự nhảy lên đấy. Đấy, ok, thì bây giờ mình xin kết thúc cái phần incoming tại đây mọi người nhé. Mọi người có thể tìm hiểu thêm IP1 là gì và IP động, IP tính là gì để mọi người đưa ra quyết định mọi người nhé. Nếu đã xác định chạy chỉ lấy bonus đấy, chỉ để lấy bonus đấy, thì tốt nhất là được miếng nào ăn miếng đấy. Còn đâu nếu mà xác định đầu tư hẳn ấy thì lắp IP tĩnh thôi cho nó chạy ổn định. Ok, bye bye mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video hay hữu ích thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh mọi người nhé.